Nếu muốn thành công á thì bạn phải sẵn lòng để làm những cái việc hôm nay, những cái việc mà người khác không có muốn làm, để có những cái việc đó đó trong ngày mai mà những người khác không có. Ok, cái success tip: you have to be willing to do the things today what others don't do in order to have the things tomorrow others don't have. Ok, cái câu này cũng thú vị. Nếu mà mình muốn thành công thì ngày hôm nay nè, mình phải sẵn lòng để làm những cái việc mà người khác không có muốn làm, người khác không có chịu làm, người khác không có khả năng làm, người khác để có những cái việc đó đó, kết quả mà mình gieo thì mình sẽ gặt, đúng không? Thì để ngày mai đó mình sẽ có những cái kết quả, mình sẽ gặt hái dựa vào những cái gì mình đã gieo ngày hôm nay thì ngày mai mình sẽ nhận. Thì những cái người mà ngày hôm qua đó người ta không có chịu làm những cái việc mà bạn làm đó, thì người ta đâu có gặt được cái gì. Nếu mà người ta có gặt thì người ta sẽ gặt những cái người ta đã gieo ngày hôm qua rồi. Ngày hôm nay người ta sẽ nhận cái kết quả đó. Người ta gieo lười biếng thì người ta sẽ nhận nothing. Người ta gieo lúa thì người ta sẽ gặt lúa. Người ta gieo trái chanh thì người ta sẽ gặt trái chanh. Người ta gieo quả táo thì sẽ gặt quả táo. Không có gieo cái gì hết thì không có gặt cái gì hết. Hiểu ý cho nói không? Nên be successful. Alright, bye bye.